Mở đầu chương một camera nóng ngày hôm nay là một tình huống trộm cắp. Mặc dù tàn tật một chân nhưng nam thanh niên ngủ tại Đồng Nai vẫn hàng đêm vô nhà dân trộm tài sản, thậm chí léo trèo như người bình thường. Theo đó, vào đảng sáng, tại nhà dân ở khu vực Long Thành, Đồng Nai, một thanh niên đã đột nhập vào trong sân nhà dân, ngó nghiêng rồi mở cổng, dắt trộm chiếc xe đạp điện ra ngoài. Trước khi tẩu thoát, tên này còn đóng cổng lại như chính ngôi nhà của mình. Trước đó, tại nhà một hộ dân khác, Nam thanh niên này cũng đã leo rào từ ngoài vào trong khá chuyên nghiệp. Mặc dù chân bị tập tỉnh, đối tượng cũng đã dắt trộn chiếc xe đạp điện bỏ ngoài sân.